Hello, xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay Ly làm một clip trả lời thắc mắc của một bạn. Đó là bạn thắc mắc với Ly là tại sao mà bọ siêu kỳ lông dài của bạn nuôi bị rụng lông nhiều quá. Thì hôm nay Ly sẽ chia sẻ với bạn như thế này. Con bọ hay con chó hay con mèo, thậm chí là người mình đều cũng phải rụng tóc thai để mà nó thai tóc mới. Như con bọ con chó cũng vậy, nó sẽ thai lông mới nha bạn. Nếu mà rụng một cái lượng vừa phải thì mình coi như nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó gọi là rụng lông sinh lý. Rụng lông sinh lý thì nó rất là bình thường, không có phải là sao hết trơn á, cho nên bạn đừng có lo lắng. Cái nữa, nếu như mà con bọ của bạn rụng từng mảng lớn như thế này thì bạn phải kiểm tra lại con bọ của mình là có bất thường về da hay không. Ví dụ như nó có bị viêm da hay không, nó có bị ghẻ hay không, nó có bị nấm hay không, hay là nó có bị bọ chét hay không. Bởi vì những cái nguyên nhân đó nó sẽ làm cho con bọ của các bạn sẽ ngứa ngáy, khó chịu, gãi nhiều và rụng lông từng mảng, rụng coi là bất thường đó, rụng rất là nhiều. Thành ra mình phải kiểm tra lại. Nếu mà trường hợp con bọ của bạn bị viêm da, bị nấm, bị ghẻ hay là bị bọ chét thì bạn phải cần xử lý, bạn phải cần trị cho bé để cho bé được sớm hết ha. Còn nếu như mà trường hợp mà không bị vấn đề về da hết nhưng mà bị rụng lông thì có thể là bị rụng lông sinh lý bình thường thôi, cho nên các bạn cũng đừng lo. Và đặc biệt mình khuyên mọi người trong cái mùa nắng nóng này thì các bé lông dài này nè các bạn, nó sẽ có chiều hướng là sẽ dễ bị sốc nhiệt hơn là những bạn lông ngắn. Thành ra trong cái mùa nắng nóng này, oi bức này thì các bạn nên cắt lông hoặc là tỉa lông hoặc là cạo lông bớt cho các bé để mà các bé dễ chịu hơn, hạn chế cái vấn đề mà bị sốc nhiệt hơn ha. Thì ngoài ra nếu như mà các bạn muốn các bé bọ mà lông dài của mình đó lông được đẹp hơn thì các bạn phải bổ sung thêm các loại rau củ hay trái cây mà giàu vitamin C đó các bạn. Ví dụ như là trái ổi nè, trái ớt chuông nè, thì những cái loại đó giàu vitamin C sẽ giúp cho bộ lông của bé bọ mình nó ngày càng đẹp và mượt mà hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Ly. Bye bye các bạn.